Theo Vinaphone, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, đã có hơn 500.000 thuê bao thực hiện chuẩn hóa thông tin theo thông báo và hướng dẫn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khách hàng chưa chuẩn hóa theo quy định. Thực hiện theo quy định của pháp luật, Vinaphone đã chính thức thực hiện khóa chiều gọi đi đối với tất cả các thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin vào ngày 31 tháng 3 và sẽ tiếp tục khóa một chiều vào các thời điểm khác nhau sau 31 tháng 3 đối với một số khách hàng thuộc diện cần chuẩn hóa lại thông tin thuê bao xác minh chính chủ. Vinaphone là nhà mạng đầu tiên thực hiện việc khóa chiều gọi đi đối với các thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin theo quy định. Sau khi bị khóa một chiều, số thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều trong 15 ngày tiếp theo và sẽ bị thu hồi số sau 30 ngày kể từ thời điểm bị khóa hai chiều. Khi bị khóa liên lạc một chiều, người dùng di động có thể tiếp tục thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao trên website hoặc ứng dụng của nhà mạng để được mở lại liên lạc. Trong trường hợp bị khóa liên lạc hai chiều, người dùng cần đến các điểm giao dịch của nhà mạng trên toàn quốc để được hỗ trợ thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao. Theo VNPT Vinaphone, sau 30 ngày kể từ thời điểm khóa 2 chiều, các số thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa lại thông tin sẽ được nhà mạng này thu hồi theo quy định của pháp luật. Trong giai đoạn bị khóa, các chủ thuê bao vẫn có thể dùng số máy của mình thực hiện miễn phí đến số điện thoại chăm sóc khách hàng 1800-1091 để được giải đáp hướng dẫn. Nếu có phát sinh tranh chấp, khiếu nại và quyền sử dụng của số điện thoại, Vinaphone sẽ tiếp nhận và xử lý theo quy định, căn cứ theo lịch sử thông tin thuê bao đã sử dụng tại hệ thống của nhà mạng.